là những động tác cơ bản của môn võ thuật công an nhân dân nhằm ứng dụng đạt hiệu quả cao trong chiến đấu, là nền tảng cho việc thực hiện các động tác kỹ thuật được thuận lợi, có thế đứng vững chắc cùng cách di chuyển linh hoạt, tạo ra những đòn đánh nhanh, mạnh, chính xác, quyết định áp đảo đối phương. Kết quả là động tác tấn công bằng tay. Các đòn tấn công bằng tay có nhiều động tác khác nhau như đấm thẳng, đấm ngang, đấm mạnh, đấm kết thuật, bắt nhịp, vân vân. Rèn luyện các đòn đánh bằng tay rất công phu, đòi hỏi người tập phải có đức tính kiên trì, rèn luyện kỹ thuật đòn đánh về tốc độ, sức mạnh của tính khi ra đòn và ý đồ chiến thuật trong đấu pháp. Là một hình thức phòng thủ chiến thuật tích cực. Trong thực tế chiến đấu, không phải lúc nào ta cũng chủ động tấn công đối tượng, mà nhiều lúc đối tượng chủ động đánh các đòn tấn công bằng tay, chân kết hợp với ta. Do đó, cán bộ chiến sĩ phải luôn chủ động và ý thức định tình cao, phòng thủ kín, chắc, di chuyển linh hoạt, phản đòn, khống chế không quá các đòn tấn công của đối phương. Việc tập luyện các động tác giải đấu tránh né phải kiên trì đúng kỹ thuật, từ đó tạo cho người học những phản xạ mau lẹ ứng dụng vào thực tế chiến đấu. Đòn tấn công bằng chân và các đòn tấn công bằng tay có nhiều đòn đánh khác nhau như đánh ở tầm thượng, tầm trung và tầm thấp. Trong thực tế chiến đấu phải kết hợp các đòn tấn công bằng chân để áp đảo đối tượng. Đòn chân có lực rất mạnh, đánh ở cự ly xa, uy hiếp tinh thần của đối tượng, hiệu quả chiến đấu cao, tạo thế để thực hiện các đòn tấn công bằng tay. Là những đòn đòi hỏi các học viên phải phối hợp kỹ thuật tấn công với các đòn phòng ngự và rất linh hoạt, phải bình tĩnh, tự tin, mưu trí, trước thời cơ tạo thế đánh bất ngờ, từ đó ngăn chặn và xử lý kịp thời nhiều tình huống nguy hiểm trong thực tiễn công tác chiến đấu. Từ tính chất chiến đấu của lực lượng công an nhân dân, đánh bắt đối tượng bất ngờ là một yêu cầu cần thiết, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ chiến sĩ. Khi đánh bắt đối tượng phải đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ thì mới đạt hiệu quả chiến đấu cao. Đây là bài tập đòi hỏi các học viên phải có sức khỏe, phản xạ nhanh nhạy và sự tập trung cao độ. Bài tập này là sự kết hợp giữa các động tác kỹ thuật điêu luyện với ý đồ chiến thuật cao, nhanh chóng bất ngờ để đối phương vào thế bị động và không có khả năng chống trả. Để có phản xạ nhanh nhạy, bản lĩnh đánh bắt chính xác, giành thế thắng lợi.
Kính thưa các đồng chí, súng ngắn là một loại vũ khí đặc biệt nguy hiểm, dễ sử dụng và có khả năng sát thương ở tầm xa, có thể khống chế, uy hiếp tinh thần nhiều người cùng một lúc. Bọn tội phạm sử dụng súng ngắn hoạt động rất liều lĩnh, manh động. Khi bị lực lượng công an phát hiện và truy bắt, chúng chống trả các công an bị thương hoặc hy sinh. Vì vậy, khi bị đối tượng khống chế tấn công, cán bộ chiến sĩ phải bình tĩnh, tự tin, làm cho đối tượng mất cảnh giác. Khi thời cơ cho phép mới được đánh, xử lý tình huống phải linh hoạt, nhanh chóng tiếp cận tấn công, làm cho đối tượng mất sức kháng cự, tước vũ khí và khóa trói đối tượng. Lực công an nhân dân với các động tác kỹ thuật phòng thủ chặt chẽ, tấn công sắc bén, linh hoạt, thế đánh vững chắc, đòn đánh nhanh mạnh. Các động tác thế đánh của bài võ là nền tảng cơ bản để nghiên cứu xây dựng các bài tập tình huống, quân thể và ứng dụng hiệu quả cao trong chiến đấu. Cao. Đây là những đòn đánh phức tạp, các động tác tấn công nhanh mạnh, các thế đánh liên hoàn, tạo thế uy lực trong từng đòn đánh, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ phải dày công khổ luyện, đổ nhiều mồ hôi và công sức mới thực hiện được. Phát hiện hai đối tượng có hành vi cướp giật tài sản, ngay lập tức yêu cầu các đối tượng chấm dứt hành vi và mời về trụ sở làm việc. Nhưng các đối tượng đã ngoan cố chống đối, hòng thoát thân. Với tinh thần trấn áp tội phạm đến cùng bằng các động tác võ thuật nhuần nhuyễn, chiến thuật điêu luyện, độc lập tác chiến, chiến sĩ ta đã khống chế thành công các đối tượng, đảm bảo an toàn về tính mạng. Cao độ sẵn sàng chiến đấu bằng các động tác kỹ chiến thuật võ thuật điêu luyện, các học viên đã nhanh chóng khống chế hạ gục các đối tượng. Chống đối quyết liệt trong tình thế vô cùng nguy hiểm bằng những quyết đoán mau lẹ, sự linh hoạt trong xử lý tình huống, với các động tác võ thuật đã dày công khổ luyện, học gục các đối tượng và đảm bảo an toàn.
tấn công phòng như vụt bổ thượng, sườn thuận, sườn nghịch là các động tác kỹ thuật tấn công phòng ngự được thực hiện trong quá trình chiến đấu. Trong lúc luyện tập phải kết hợp với công cụ như lá chắn, rùi cui. Các đồng chí đang theo dõi là đội hình ngăn chặn khả năng thường áp dụng để ngăn chặn để đẩy lùi đối tượng quá khích dùng gậy gộc quốc sản tấn công lực lượng ta, đồng thời cho đối tượng lọt vào khu vực của mục tiêu. Đội hình chống ném. Đây là đội hình ứng dụng có tác dụng khi triển khai chống đỡ khi đám đông biểu tình dùng gậy gộc, gạch đá, lửa, bom xăng và các vật dụng khác tấn công về phía lực lượng của ta.